Xin chào tất cả bà con đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam. Thì hôm nay mình đang có mặt ở Lâm Đồng, lại là mình đây, mẫn thỏ của hợp tác xã chăn nuôi thỏ miền Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bà con cũng như là review một cái loại cây mà đặc biệt dân nuôi thỏ ở Đà Lạt, Lâm Đồng rất là quen thuộc đối với cái cây này, người ta thường gọi là cây cỏ thỏ. Thì cây cỏ thỏ là cây gì? Sau đây xin mời bà con mình cùng theo dõi cái video của Mẫn nha. Trước mắt bà con đây là một cái vườn cà rốt. Thì ở trên đây người ta trồng bất cứ cái loại gì nó cũng có cái cây này xuất hiện nè bà con, rất là nhiều luôn. Mà cái cây này mỗi lần mà nó xuất hiện thì người ta đặc điển hình là dưới vườn cà rốt này là phải đi nhổ cỏ. Đây là cỏ nè bà con, đây là cỏ thỏ như hồi đầu mình nói nha. Mình sẽ quay cho bà con coi cận cảnh luôn. Đây là cỏ thỏ nha bà con. Nhìn thì nó rất là giống cây xuyến chi của mình, nhưng mà thực tế là không phải nha bà con. Mình cũng chẳng biết là cái loại này là cây cỏ gì nữa. Người ta chỉ kêu là cỏ thỏ thì mình thấy lạ, mình hỏi thì những anh em chăn nuôi thỏ đây nói là ngày xưa người ta nuôi thỏ là người ta cho ăn cỏ thỏ và lá dông không à. Thì cái cây này người ta kêu là cây cỏ thỏ. Nên thì mình cũng quay cho bà con mình biết luôn, tại vì cái này mình cũng mới biết, mình thấy lạ quá. Cái này thì thuộc dạng là thân mềm, ở trong mình là nó cũng có nước nè bà con, thân nó dưới nước nè. Đây, nhìn rất giống xuyến chi luôn, nhưng mà không phải xuyến chi. Bên ngoài có lông. Đây. Miền Tây mình thì nuôi cho ăn rau lang, rau muống. Còn ở trên đây là cho ăn cái này nè bà con nha. Rất là lạ, rất lạ luôn. Nhưng mà đối với những anh em chăn nuôi thỏ Lâm Đồng thì rất là quen thuộc với cái cây này. Người ta cũng chỉ biết là cây cỏ thỏ thôi, chứ ngoài ra không có cái tên gì khác nữa hết. Thành ra mình cũng bó tay luôn, mình cũng không ấy luôn. Thì anh em nào biết cái nguồn gốc xuất xứ của cây này thì cứ comment bên dưới video giùm mình. Đang để mình thu thập thêm cái thông tin, mình sẽ quay video mình nói rõ hơn cái vấn đề này cho bà con mình cũng tìm hiểu luôn. Và cái cây này thì mình đi trên đây là mình thấy một đa số ở đâu nó cũng có cây này hết đó bà con nha. Mới ban đầu mình cũng lầm tưởng là cây xuyến chi, nhưng mà thực tế là khi mà mình ngắt lên mình hửi thử thì nó không phải là cây xuyến chi, nhưng mà nó mọc rất là tốt nha. Anh em nào nuôi thỏ khu vực Lâm Đồng, Đà Lạt thì cho mình xin cái góp ý về cái cỏ này nghe. Tại vì bên mình là chưa có cái thông tin gì cái cây này hết, thành ra là cũng chưa biết cái công dụng cũng như là tác dụng về bên mảng thuốc nam hoặc là cái gì đó. Thì về dinh dưỡng mình cũng chẳng có cái tư liệu luôn. Đây là một cái giống mới mình vừa được nghe để mình quay cho bà con xem. Thành thử anh em nào có biết về nguồn gốc xuất xứ nó thì comment bên dưới giùm mình để mình lấy thu thập số liệu cũng như thông tin ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video rất là nhiều luôn. Anh em thấy video của mình nó hay thì hãy cho mình xin một nút share, một nút chia sẻ ha. Và cũng như một đăng ký kênh để cái kênh và cái clip của mình ngày càng một phát triển hơn. Đây cũng là cái động lực để mình làm video nhiều hơn để phục vụ cho anh em cũng như bà con mình trong cái quá trình chăn nuôi ha. Video mình đến đây là kết thúc các bà con. Thì xin chào và hẹn gặp lại bà con cũng như anh chị em đã theo dõi kênh trong cái video kế tiếp nha.